võ sĩ 17 tuổi Malaysia ngạo mạn đụng nhầm độc câu cầu bại của Việt Nam và cái kết đáng đời khiến cả thế giới hả hê. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Nam Stronger. Các bạn thân mến, trong thế giới của võ thuật Muay Thái, cái tên Nguyễn Trần Duy Nhất đã trở nên vô cùng nổi tiếng và được biết đến như một trong những võ sĩ hàng đầu của Việt Nam. Suốt những năm qua, Duy Nhất đã mang về vinh quang cho nền thể thao nước nhà với 8 lần vô địch thế giới, thâu tóm thành công tấm huy chương vàng danh giá tại World Games 2022. Dù sự nghiệp đã gần như viên mãn với vô số danh hiệu lớn nhỏ, võ sĩ sinh năm 1989 vẫn chưa muốn dừng lại. Anh vẫn còn một mục tiêu lớn muốn tiếp tục chinh phục, đó là đưa võ thuật Việt ra thế giới. Cho đến khi nào còn có thể, anh vẫn muốn chiến đấu và mang thêm vinh quang về cho nước nhà. Và mới đây, thêm một lần nữa, Duy Nhất đã làm được điều vĩ đại ấy. Anh đã chứng minh cho thế giới thấy sức mạnh của Việt Nam là đáng gờm thế nào. Cụ thể, mạng xã hội và truyền thông quốc tế mấy ngày hôm nay đang hot dần dần một bàn thi đấu võ thuật giữa Duy Nhất 35 tuổi với một thần đồng 17 tuổi người Malaysia. Trần Duy Nhất của Việt Nam chạm trán với Johan Ghazali, người Malaysia tuổi, nhưng đã thắng đến 24 trận sau 30 lần thượng đài. Riêng ở đấu trường đầu khắc nghiệt One Championship, Johan Ghazali đang có chuỗi 5 trận toàn thắng. Trong Duy Nhất nhận nhiều đòn tay của Johan Ghazali, ngược lại, Johan Ghazali không tung ra được cú đánh trúng đích nào dù có lợi thế về thể hình. Sang hiệp 2, Nguyễn Trần Duy Nhất tiếp tục cho thấy bản lĩnh trước đối thủ trẻ tuổi. Johan Ghazali chủ động chơi áp sát bằng các kỹ thuật clinch, ôm gì. Võ sĩ này có tình huống đánh trỏ khiến Nguyễn Trần Duy Nhất trượt ngã. Võ sĩ Việt Nam cũng tung ra một vài đòn đánh chất lượng. Tới hiệp 3, Nguyễn Trần Duy Nhất vẫn cho thấy nền tảng thể lực tuyệt vời và bền bỉ trước Johan Ghazali. Thậm chí ở hiệp đấu này, võ sĩ Việt Nam còn có phần lướt so với đối thủ. Trước lối đánh kín kẽ, khó chịu từ Nguyễn Trần Duy Nhất, Johan Ghazali dường như đã mất bình tĩnh và tỏ ra nôn nóng. Tài năng trẻ người Malaysia liên tục có những hành động khiêu khích như xua tay ra dấu không nhằm nhỏ sau khi dính đòn, ngừng tấn công và gọi Duy Nhất vào giữa sàn đấu. Thậm chí màn so kè của Duy Nhất và võ sĩ Malaysia được đăng tải lên mạng xã hội, khán giả quốc tế đã để lại những comment rất đáng chú ý như sau. Ngựa non hào đá, Duy Nhất đã dạy cho anh chàng Malaysia một bài học hay. Thằng bé vẫn là đứa trẻ, anh ta có thể có rất nhiều năng lượng nhưng đứa trẻ này đã tiết lộ cho cả thế giới thấy rằng anh ta rất nóng nảy và tính cách tồi tệ. Anh ta sẽ không thể tiến ra nếu không tôn trọng đối thủ. Anh phải học hỏi rất nhiều điều từ đối thủ lớn của mình, võ sĩ rắn giỏi kỹ thuật hơn. Việt Nam giống như người thầy nghiêm khắc của Malaysia vậy. Võ sĩ Việt Nam quá tuyệt vời. Còn chàng nhóc con 17 tuổi à, bạn không thể mong đợi đối thủ chơi theo cách của bạn. Khả năng điều chỉnh kế hoạch trò chơi là rất quan trọng. Nó được gọi là IQ chiến đấu. Cậu bé còn rất nhiều điều để học hỏi. Giải đấu này có bản quyền phát sóng tại hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ, thậm chí cũng đã xuất hiện tại Mỹ. Nên việc Duy Nhất thể hiện tốt không chỉ mang danh dự về cho bản thân anh mà còn làm hình ảnh dân tộc Việt Nam đẹp hơn trong mắt bạn bè quốc tế. Khán giả Việt Nam vì thế cũng rất tự hào mà bình luận trên mạng xã hội thế này. Cái kết đáng cho những ai coi thường Việt Nam, nếu không rèn luyện đức tính khiêm tốn thì thần đồng trở thành thần sâu thôi. Thật tuyệt vời, bản lĩnh Nguyễn Trần Duy Nhất, chúc mừng em, tài năng Việt Nam, sức mạnh Việt Nam. Gừng càng già càng cay, chúc mừng độc cô cầu bại Nguyễn Trần Duy Nhất. Tuổi trẻ có non, đúng là nó cũng đẳng cấp sung sức đấy, nhưng gặp thầy Trần Duy Nhất thì nó một bài học nhớ đời. Chắc không hiểu tiếng Việt Duy Nhất là gì, mới được phong là thần đồng, tưởng là con, thần đồng thì nhiều lắm. Khán giả Việt Nam thì luôn hài hước, nhưng đâu đó mình thấy là rõ mọi người đều dành sự khâm phục và nể nang cho Nguyễn Trần Duy Nhất, nhưng ít ai biết rằng Duy Nhất cũng từng nhận những chỉ trích. Còn nhớ hồi năm ngoái cũng tại giải phẫu thuật lớn nhất châu Á là One Championship, Duy Nhất đã chạm trán đối thủ cực mạnh là Dennis Burik. Nếu nhắc đến Burik, võ sĩ này sở hữu bảng thành tích khiến tất cả phải dè chừng. Võ sĩ này từng vô địch Taekwondo thế giới, 20 năm tập luyện MMA, 10 năm tập luyện Muay và thi đấu 70 trận cho giải đấu Bocak tổ chức. Burik sở hữu những đòn tay bùng nổ, đã từng đánh bại rất nhiều đối thủ của mình bằng kỹ thuật này. Duy Nhất thừa hiểu thất bại trước Burik sẽ khiến anh chịu nhiều áp lực đến thế nào. Tuy nhiên, Duy Nhất vẫn quyết định gật đầu với kèo đấu này. Bởi lẽ, anh muốn bước ra một giải đấu lớn như One để quảng bá cho võ thuật Việt với toàn thế giới. Đó cũng chính là một trong những lý do thúc đẩy Duy Nhất ký tiếp hợp đồng thi đấu với One. Tại một sân chơi lớn như One, thách thức là rất lớn, nhưng Duy Nhất đơn giản chấp nhận tất cả để người hâm mộ Việt được chứng kiến một võ sĩ thuần Việt thượng đài tại One. Ngày hôm đó, Duy Nhất bước lên võ đài tại One trong sự reo hò của các khán giả Bangkok, Thái Lan. Anh bình tĩnh biểu diễn bài quyền của võ cổ truyền Việt Nam trong phần nghi thức trước trận. Bước ra sàn,
võ sĩ 34 tuổi đã thi đấu với tất cả những gì có thể. Đáng tiếc là Buric với lối đánh gây áp lực và các đòn tay biến hóa đã làm khó được Duy Nhất. Chiến thắng sau cùng đã không thuộc về Duy Nhất và võ sĩ Việt Nam nhân trận thua đầu tiên sau 3 lần thượng đài ở Wan. Tay đấm giữ đai của Wan ở hạng cân của Duy Nhất cũng đã thua tới 43 trận. Điều quan trọng là các võ sĩ phản ứng trước những kết quả không như ý mà thôi. Với Duy Nhất, anh không quên thực hiện cái cúi đầu thể hiện sự tôn trọng đối thủ. Sau đó, võ sĩ 34 tuổi gửi lời xin lỗi tới những người hâm mộ vì đã không thể vượt qua được Buric. Nhà vô địch SEA Games 31 thừa nhận phải nhận những bình luận tiêu cực, thậm chí là bị yêu cầu giải nghệ. Thế nhưng, đến năm nay, Duy Nhất vẫn quyết tâm chinh phục One Championship. Tiếp tục hành trình đưa võ thuật ra thế giới. Trả lời phỏng vấn lúc đó thì anh đã nói, Nhất sẽ quay trở lại vào năm 2024, mình sẽ đánh 3-4 trận tại One. Mong rằng năm sau mình sẽ có sự chuẩn bị kỹ hơn vì mọi người vẫn yêu thích xem Nhất thi đấu. Cảm ơn mọi người. Sau trận đấu với Buric, Duy Nhất nhanh chóng trở về quê nhà. Anh lại tiếp tục vùi mình vào tập luyện để chờ ngày trở lại, để tiếp tục cống hiến cho đến năm 40 tuổi. Và đúng như lời hứa, năm nay anh đã quay trở lại và làm được những gì đã hứa. Thậm chí là màn trình diễn của anh còn ấn tượng hơn bao giờ hết khi hạ gục cả thần đồng võ thuật số 1 Malaysia. Bắt đầu tập luyện võ thuật từ 5 lên 3 tuổi, sau đó bắt đầu thi đấu ở các giải đấu cơ sở khi lên 14 tuổi. Năm 2007, Duy Nhất khi đó tròn 18 tuổi, anh rời Lâm Đồng vào thành phố Hồ Chí Minh theo đuổi đam mê của bản thân, học ở trường Đại học Thể dục Thể thao. Lúc này anh mới bắt đầu tiếp xúc với Muay Thái và mối lương duyên bắt đầu từ đây. Những gì Duy Nhất làm được khiến chúng ta phải sốc. Anh sở hữu bảng thành tích thi đấu ấn tượng, như tham gia và giành được huy chương bạc giải đấu đầu tiên tại Đại hội Thể thao Võ thuật Châu Á năm 2009. Huy chương vàng tại Asian Indoor Game ở bộ môn Muay Thái và giành huy chương bạc ở SEA Games 25. Tính đến nay thì Duy Nhất đã có 7 lần vô địch Muay Thái thế giới, huy chương vàng SEA Games 31, vô địch Quân Game 2022, giành đai bạc Muay Thái Grand Prix 2022, vô địch IBCC International Professional Combat Council tại giải All Star Fight 2023. Bên cạnh Muay Thái, anh còn giành đai vô địch võ thuật tổng hợp chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam, MMA Lion Championship năm 2022. Song song với những gì tỏa sáng trên võ đài, anh vẫn duy trì công việc của một huấn luyện viên, của một người thầy. Một ngày nào đó, Duy Nhất sẽ dừng lại hành trình võ thuật của mình, sẽ có lớp võ sĩ mới thay anh bước ra chinh phục thế giới. Có thể nói là sau tất cả, Nguyễn Trần Duy Nhất tiếp tục là một biểu tượng của sự cống hiến và sự đoàn kết trong làng Muay Thái. Và anh đã chứng minh rằng, trong cuộc đời không có gì là không thể nếu bạn có đủ kiên nhẫn và quyết tâm. Thời gian tới, anh sẽ tiếp tục tham gia những giải đấu chuyên nghiệp khác nữa. Hy vọng anh sẽ giữ được phong độ để cống hiến những chiến thắng mãn nhãn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh Việt Nam Stronger để ủng hộ mình cũng như cập nhật những tin tức mới nhất về Việt Nam xinh đẹp. Nếu có thông tin gì muốn nghe, muốn xem, hãy bình luận bên dưới để thông tin cho mình biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.